Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Và ngay sau đây sẽ là những bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên được đánh đi từ Thừa Thiên Huế cho biết, nhiều tàu quốc tế đã hủy bỏ việc cập cảng Chân Mây. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 2, đại diện công ty cảng Chân Mây cho biết, theo kế hoạch thì từ đây cho đến cuối năm sẽ có 25 tàu du lịch quốc tế cập cảng này. Song đã có 24 tàu thông báo hủy lịch trình và không cho biết lịch trình tiếp theo. Nguyên nhân được cho là do dịch corona đang bùng phát ở nhiều nơi, gây tâm lý e ngại cho du khách. Trong số các tàu này, có tàu du lịch Quantum of the Sea, lớn thứ tư trên thế giới với hơn 4.000 hành khách và 1.800 thủy thủ. Trước đó, du thuyền Diamond Princess với 1.050 thuyền viên và 2.700 du khách đã cập cảng Chân Mây ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc vào ngày 27 tháng 1. Du thuyền này đã bị Nhật Bản cách ly khi có người nhiễm coronavirus. Đến nay, đã có 705 người trên du thuyền này được cho là bị nhiễm virus. Trong thời gian cách ly, 4 người trong số đó đã tử vong. Việt Nam tạm ngừng miễn thị thực đối với công dân Nam Hàn. Để ngăn chặn dịch bệnh coronavirus lây lan vào Việt Nam, nhà cầm quyền đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đối với kinh tế và xã hội. Theo đó, Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã quyết định tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với công dân Nam Hàn từ 0 giờ ngày 29 tháng 2. Giới hữu trách cũng tiến hành tổ chức cách ly y tế 14 ngày đối với công dân Iran và Italy nhập cảnh vào Việt Nam. Đối với những chuyến bay từ vùng có dịch về nước, tiến hành tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ ngay chân cầu thang phi cơ, sau đó sàng lọc và phân loại để cách ly y tế. Trong một diễn biến khác có liên quan, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, những ngày gần đây, số lượng các chuyến bay qua lại giữa Việt Nam và Nam Hàn đang giảm mạnh. Nhiều hãng hàng không trong nước đang cân nhắc việc tạm dừng bay cho đến khi có tình hình mới. Được biết, Nam Hàn hiện là nơi có trường hợp bị nhiễm dịch bệnh nhiều nhất ngoài Trung Quốc. Chính phủ nước này cũng đã cho nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất trên toàn quốc gia. Hà Nội sẽ lập thêm khu cách ly tập trung. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vào cuối tuần qua, nhà cầm quyền Hà Nội cho biết sẽ lập thêm khu cách ly tập trung, các bệnh viện dã chiến và các phòng áp lực âm nhằm để ngăn chặn dịch bệnh coronavirus lây lan. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng được khuyến cáo phải chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ, bao gồm nhiệt kế điện tử, xà phòng, nước rửa tay. Toàn bộ trường học phải được vệ sinh, khử khuẩn trước khi học sinh quay trở lại lớp học. Tin cho biết, hiện Hà Nội có trên 22.000 người Nam Hàn, 9.000 người Nhật và hơn 2.000 người Trung Quốc sinh sống. Trong khi đó, 3 ngày qua, Hà Nội được cho là đã tiếp nhận hơn 2.700 người từ Nam Hàn về đến phi trường Nội Bài. Hiện những người về từ Nam Hàn đều đang được cách ly tập trung. Trong đó 12 người bị ho đã được lấy mẫu bệnh phẩm và chuyển đến bệnh viện nhiệt đới ở Đông Anh. Thanh long và dưa hấu được tiêu thụ mạnh tại Việt Nam. Hàng loạt các loại thực phẩm được sản xuất từ những trái cây quen thuộc như dưa hấu và thanh long là những loại nông sản cần được giải cứu trước đó do dịch bệnh coronavirus. Nay đã thu hút khách hàng khi liên tục được các doanh nghiệp tung ra thị trường. Sản phẩm phải kể đến đầu tiên là bánh mì thanh long, hiện đang được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon. Trong thời gian sắp tới, dự kiến sẽ có thêm các loại bánh được kết hợp với các loại trái cây khác. Cũng trên tinh thần giải cứu nông sản Việt, hàng loạt các sản phẩm khác như là bún dưa hấu, pizza thanh long, bánh cuốn thanh long và cả mì sợi tươi thanh long cũng lần lượt được ra đời. Các sản phẩm này có đặc điểm chung là hương vị lạ và mang màu sắc của thanh long ruột đỏ. Những sáng tạo trong các sản phẩm này đã góp phần giúp cho doanh nghiệp Việt Nam vừa có thể đứng vững trong thời điểm hiện tại, vừa đưa sản phẩm mới ra thị trường và cũng vừa hỗ trợ được cho người nông dân tiêu thụ lượng nông sản bị tồn đọng. Tạm giữ cặp vợ chồng đánh mẹ già 88 tuổi. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 2, Công an ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hành chính hai vợ chồng để củng cố hồ sơ về việc đánh đập mẹ già. Hai người bị tạm giữ là Võ Quốc Tuấn, 56 tuổi và vợ là Phạm Thị Loan, 57 tuổi, cùng ngụ ở huyện Chợ Gạo. Ngày 25 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài khoảng 2 phút 30 giây ghi lại cảnh một bà cụ bị con dâu dùng tay đánh liên tục vào người. Đoạn video cho thấy vào thời điểm trên có sự chứng kiến của một người đàn ông và một bé gái nhưng không có sự can ngăn nào. Sau đó người đàn ông cũng cầm roi đánh trước khi bế bà cụ ra nhà sau. Sự việc chỉ kết thúc khi bé gái nói ông nội về tới.
Đoạn video được đăng tải đã gây phẫn nộ cho nhiều người. Giới hữu trách cho biết, người bị bạo hành là cụ bà 88 tuổi sống chung với vợ chồng ông Tuấn. Nguyên nhân được cho là do cụ bà lớn tuổi, đãng trí nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng ông Tuấn dẫn đến vụ bạo hành. Hiện tại bà cụ đã được người con gái ruột rước về nhà chăm sóc. Bắt giữ nhóm người cất giấu súng đạn ở khu vực biên giới giáp ranh với Campuchia. Vào ngày 28 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã vừa tạm giữ 7 đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng và hàng chục viên đạn cất giấu ở khu vực rừng biên giới giáp Campuchia. Theo thông tin từ Công an, vào chiều tối ngày 27 tháng 1 nhằm mùng 3 Tết, tại khu vực giáp biên giới Campuchia có 2 nhóm thanh niên đi xe hơi sử dụng dao gậy để đánh nhau. Khi công an đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy để lại một xe bán tải. Tiến hành kiểm tra, giới hữu trách phát hiện một khẩu súng ngắn dạng côn quay, 2 băng đạn chứa 30 viên của súng quân dụng và 3 con dao trong chiếc xe này. 7 đối tượng lẫn trốn đã bị bắt đưa về Gia Lai để giải quyết. Nhóm này khai nhận cất giấu 2 khẩu súng AK và AR-15 tại một lán trại trong rừng thuộc huyện Yerai, tỉnh Kon Tum. Giới hữu trách cho biết hiện nhóm người này đang bị khởi tố về hành vi tàn trữ vũ khí trái phép. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam khuyến cáo trường học nên mở cửa và không dùng máy lạnh. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào ngày 28 tháng 2 đã ra văn bản đề nghị chính quyền các tỉnh thành nhanh chóng tiến hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh coronavirus trong trường học, ký túc xá nhằm để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Theo đó, trước khi đến trường, học sinh cần được súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, thường xuyên giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn uống chín và bảo đảm chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với vật nuôi và động vật hoang dã. Cha mẹ có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho con em mình ngay tại nhà trước khi đến trường. Nếu bị sốt, ho, khó thở, phải chủ động cho nghỉ học, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám. Nhà trường phải bảo đảm đủ nước uống và thực phẩm hợp vệ sinh. Nhà trường cũng được yêu cầu phải sắp xếp nhà vệ sinh sạch sẽ, nơi rửa tay có xà phòng, dung dịch khử khuẩn và nước sạch. Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. Về việc khử khuẩn tại trường học, Bộ Y tế yêu cầu sử dụng các chất tẩy rửa đa năng có dung dịch có chứa 0.05% clo hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% độ cồn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. 72 người đã bị lừa mua căn hộ La Bonita. Thưa quý vị, bà Vũ Bảo Trinh, 47 tuổi, cùng người của công ty Nam Thị, đã bị cáo buộc là làm giả hồ sơ 30 căn hộ La Bonita, lừa bán cho 72 người và chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng. Công an xác định bà Trinh là Việt Kiều Mỹ, giám đốc công ty Nam Thị, giữ vai trò chủ mưu trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Đồng phạm trong vụ án còn Văn Chí Tâm, 37 tuổi và Hoàng Thế Anh, 48 tuổi, là cựu giám đốc và đại diện pháp luật cho công ty này. Theo cơ quan điều tra, công ty Nam Thị làm chủ đầu tư dự án chung cư La Bonita tại quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn. Từ năm 2014, công ty này đã tiến hành ký kết hợp đồng với nhiều người trong việc mua bán các căn hộ. Điều đáng nói là việc mua bán này diễn ra trong thời gian khu chung cư trên đang được cầm cố cho công ty MTV Cao Su Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định, chỉ với 30 căn hộ, công ty Nam Thị đã ký bán cho 72 người. Do đó, nhiều người trong số này được xác định là cùng đứng tên trong một căn hộ. Vụ việc đang được làm rõ. Cầu 169 tỷ đã bị gãy dầm khi đang xây dựng. Truyền thông trong nước hôm 27 tháng 2 loan tin, trong lúc xây dựng cầu An Phú nối hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú ở thành phố Quảng Ngãi, hệ thống lao dầm đã bị vỡ khiến cho dầm cầu bị trượt và gãy đổ. Liên quan đến sự việc trên, chủ đầu tư công trình cho biết khoảng 5 giờ 45 ngày 26 tháng 2, trong lúc công ty thi công đang lắp đặt dầm cho cầu An Phú, thì thanh dầm bê tông dài hơn 38 mét, nặng khoảng 76 tấn, đã bị trượt và gãy đổ một đoạn 5 mét. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người. Theo thiết kế, cầu An Phú có 12 nhịp, dài 368 mét với đường dẫn hai đầu cầu, tổng cộng 203 mét, tổng vốn đầu tư 169 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm nay, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cháy nhà ở chợ Hạnh Thông Tây, hai người đã phải nhảy xuống đất từ lầu 2. Thưa quý vị, vào khoảng 13 giờ trưa ngày 28 tháng 2, một vụ cháy đã xảy ra tại khu nhà trong chợ Hạnh Thông Tây thuộc quận Gò Vấp ở thành phố Sài Gòn. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng phát từ phía trước căn nhà
chuyên buôn bán đồ dùng gia dụng thuộc khu chợ Hạnh Thông Tây. Ban quản lý chợ cùng người dân trong khu vực cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang căn nhà 2 lầu bên cạnh. Bên trong căn nhà lúc này có 3 người phụ nữ bị mắc kẹt bên tầng 2. Do đường xuống bị lửa bao trùm nên hai người đã liều mình nhảy xuống để thoát thân. Nhiều người dân đứng phía dưới cùng nhau đỡ nên hai phụ nữ nhảy xuống chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu thành công người còn lại. Sau khoảng 30 phút, vụ cháy đã được dập tắt. Tại hiện trường, hai căn nhà bị cháy đen, cửa kính vỡ, nhiều tài sản trong hai căn nhà bị thiêu rụi, toàn bộ khu vực bị mất điện. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Thi Nhung và phần phụ đọc của Quang Hùng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.